mưa gió. Mến chào cô chú anh chị các bạn, hôm nay hai anh em mình chỉ có hai anh chị ở quận 7. Đây. Hello cả gia đình. Anh ơi, anh tên gì của anh? Hồng. Anh Hùng. Anh Hùng với là chị xuống để đi trải nghiệm với hai anh em mình nha cả nhà. Nay mình vô đây mình có con gì mình bắt con lấy. Chưa. Rồi mình mời cả nhà đồng hành cùng bốn anh chị em mình đi trải nghiệm một ngày săn bắt nha. Ở đây có vằn rồi nè. Đây, đây có dợp không? Có. Có con thấy nước dữ rồi. Này có nước à? Ừ. Ủa cái bầm quá trời luôn nè. Còn gạch cái đó, còn gạch đó. Rồi anh chị đi. Này nước vô bộ ha. Đâu? Đâu? Dập đâu? Ê, bắt đầu con dập rồi à. Dập này còn bé nha. Miếng dập bự. Có dập bự nữa. Cái này kiếm dợp nhìn đã đờ. Nó nước quá nước. Ở đây ở này nước trong á, đừng mưa hả? Hồi khuya mưa đó. Mưa quá. Sao nay nằm xe ấy vậy ta? Gì? Dợp nằm gì sao? Dợp vậy? Nè. Dợp nằm. Chị lấy băng con đó cho biết. Chạy đồ thấy nổi. Trời ơi, dợp nè. Ôi, bự trà bá luôn. Đây. Đó không cho biết. Người trà bá luôn. Rồi. Đó, đi tập đi. Không vậy anh chứ nó có nhiều mà thấy á. Ừ, nhiều. Ừ, tại này nó mưa quá. Mưa cái nước không không thấy. Mũi trắng thì thề. Mình đi với nãy đi vào đó mình đi vòng vòng ở đây kiếm con cua. Cua đây bắt con dợp. Đâu dợp đâu? Dợp nhìn thấy nổ luôn anh. Tưởng đâu gì. Mình sẽ thấy. Gì đây nè chị. Cháu. Ở đây con nè. Hai con đó. Ừ. Đó đúng rồi. Hai thôi. Ờ nhờ dợp bé thả đi. À, nhìn thả nhìn nhét nó xuống. Nhét lại đi. Đây con nè, đây con nè, thằng tay chứ. Đó con nó chỉ to đó, đó to đó. Vậy sao thấy nằm bích hình luôn. Thấy bích hình luôn. Đây con cua bối nè. Chậm lại. Hơn được đây nằm kín quá. Mưa nè. Mưa nó che mất kia. Nó che mất rồi. Cái miệng nước. Nó không có bò trên đó luôn. Cua hả? Ừ. Ở hang sao mà mình về cái nó có cua. Đâu? Ờ con cua, con cua. Đây, có hang cua nó ơi. Trả nó mà ha. Ừ. Đây nè nhà ơi. Trả cái nước mà luôn đó. Anh tin gì của anh ta? Hả? Anh Hùng. Hùng. Anh Hùng ơi. Đây có cua nè. Có cái hang nè. Ồ, cái hang. Dốt xong mà nó cà nó bấm. À, cái hàng vậy là cua. Vậy là anh bối đẳng á. Cốm hà lột rồi bự ghê à. Cốm quá. Cốm lột đi giọng mình mong ôm á. Anh xu móc kia không đem theo à. Bừa lại đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, cua lột đi, hạt cốm, hả, cua cốm, cốm, cua da giấy, giấy hả, à? Cua này ăn đã lắm, đó, cua mũi ghê, không? Đã, không? Giấy ở cua này luộc ăn thôi, đã luôn, bá treo chắc luôn, nó nãy giờ, ảnh á anh Đạo á. Cua luộc ăn đã lắm nè. Gạch nó chua 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 nè cầm đó chối
mới hàng mấy dợp chứ con cua rồi, mới hàng đấy. Mới hàng được con cua rồi. Dợp anh em mình mới xấu số. Anh Hùng anh vừa nè. Luộn chín bây giờ. Anh có đi không anh Hùng? Hả? Ở trên có đi về không? Không. Ít đúng không? Anh Hùng đi về lá cả anh Hùng. Ở quận 7 mà sao chỉ đường xuống đây không biết trời. Anh là đó giờ anh ít xài cái gì gì. À. Sao mình đi xuống mình hỏi người ta chỉ rồi. Anh hỏi luôn. Ở định vị là đi một đường xuống đây luôn đó. Rồi. Ừ. Tại vì nó có con đường thẳng mà. Đúng rồi. Anh chạy khỏi rồi nó bẻ lại luôn rồi. Đây, xong con cua nè. Má cô. Đi Cà Mau á. Đi Cà Mau rồi. Con đầu tiên luôn. Mở hàng. Cà Mau hả? Dạ. Ừ. Cà Mau bắt cua dọt. Rồi. Đúng rồi. Xuất phát nữa. Đây, phát hiện con dọt tổ bên kia luôn. Chà bá lửa con dọt nữa nè. Nhìn con gì nào nữa không? Con này nằm khơi nè. Nằm khơi mới thấy. Ồ con dợp kìa. Ú nù luôn luôn. Kiếm. Dợp hết biết. Hả? Qua bển nè Tư. Dây. Đi qua ảnh cả nhà. Con cua nó bò cả nhà. Hả? Có hang à hả? Chị với anh cũng đi dũng dữ luôn. Hàng hả? Ừ. Biết có ở không? Cùng hả? Rồi cùng rồi nó bò trên đó đó. Đi vòng vòng mấy vòng khe đó coi. Anh banh ra đây. Cùng rồi. Chỉ trắng. Trời mưa nó xuống nó đi. Hang này không có thì kiếm hang kia. Ừ. Đào vẫn được. Lá cạn. Chị hả? Chị đi dữ lắm á. Hay quá. Thằng kia là khoái lội rồi. Khoái lội. Ngủ mới đi liền á. Không suy nghĩ. Chịu chơi vậy đó. 2 giây nữa trả lời đi. Kệ lâu lâu đi trải nghiệm đâu. Ý là chịu rừng đâu. Chịu chơi trong rừng mà chịu chơi vậy mới được. Mới được. Chứ lội chút xíu kêu anh cổng nữa thôi. Ủa có còn mặt khía kìa. Mặt khía đó trên này ít mất. Mặt khía nãy chị thấy anh kia bán đó. Đã ha. Rồi khía bự cho bá luôn. Mặt khía rừng nữa mới ngon. Mà khía đó là mắm á chị. Dạ. Mà khía rừng nó trắng hơn. Khía đó có đen. Bên đây đỏ. Đỏ. Trời ơi ông kia ổng hộp dưới luôn anh trời. Anh đổ, đổ nò đó. Xuống tắm luôn kìa. Hôm nay đi trải nghiệm cho mũi nó bị cắn. Không mặc đồ vậy là hết mũi rồi. Mặc đồ kính nó chơi kính rồi. Đúng rồi. Đất mềm này dạ. Đất mềm ha. Đất mềm. Đất về mới dễ đào. Nằm đất cứng đào cực. Cứng với dễ đâu. Với cây đâu khó đào. Cái gì vậy trời? Nó chết rồi. Cùng nữa hả? Ừ cái hang. Trên nó có lỗ gì kìa. Nó chơi qua. Cua này là ngậm luôn. Tuột xuống luôn rồi. Mà khía. Cái hang gì không có cua trời. Rồi chết cuốc nữa cái này. Ờ cái hang bên lớn nha.
hàng nó có lên hàng không có luôn anh Hồng ơi. Da nữa anh ơi, cái đó là gì cua giác á, trời ơi, ngày trước nữa cả nhà ơi, xuống tiếp nữa nhắn xuống ngò luôn ha. Đây nữa là chị đây con rồi đó. Đây trời hay trời nó miệng gì mới thấy đại con dập nha. Rồi đi tiếp thôi. Rồi hàng cá lồi cho bá luôn chị. Yeah. Hàng cá lồi có không? Có dập dập. Bự ăn cá lội đâu cái cạn sâu quá đó ngon sâu quá hang trong kia nữa chắc sâu quá thôi bỏ đi kiếm dợp với cua đi. Đứng là nhìn nhìn dợp nằm vậy không thấy một tí nằm kín hả. Ừ, con này nó nằm hơi trống tí rồi dập bự rồi kìa có nhiều bất nhiêu cả nhà ơi nay không ngay ngày đi qua đây nhìn kỹ rồi có đi cứ kỹ cũng bắt được nửa cái lô đã. Rồi đây cả nhà, hai anh kia ở dưới quằn cua dưới dợp thì mà hai chị em mình ở trên đây lặt đọt nhãn lồng. Rồi nhãn lồng này luộc hả chị? Trời ơi đã lắm luôn nè. Cái gì mà la dữ vậy? Đây, đọt, đọt nhãn lồng non bèo luôn cả nhà. À, ăn tiếp tận nơi luôn nè. Quá trời quá đất. Này chị. Rồi. Về rồi đó. Khá bổn rồi nè. Khá. Rồi hái tiếp đi. Đã luôn. Đây. Gặp hai cua cả nhà ơi. Cua bóng nè. Nước trong quá kìa. À. Nước trong quá vậy. Đỡ đỡ chứ. Đỡ không? Đỡ. Mày còn. Ô hay hả? Đỡ chút. Hả? Khang bự vậy? Ừ. Hang cá ba cái hang luôn rồi. Còn nó đỡ nè. Lầy lắm á chị. Để con nó lầy. Móc vô thử coi. Đó, thọt lấy hên coi. Ờ đúng rồi hả? Đúng gì không biết. Rồi ở cùng cái gì rồi. Trời ơi. Nhìn hên là hên gặp hai cua. Trời ơi. Da nữa rồi, cua bự nè. Thôi. Trời này tối rồi da nè. Cua da không cả nhà. Mưa. Cho bóc rồi. Ăn ngon không à? Quần đi. Quần chứ đi coi dốc nước nữa. Nước ở đây chị. Đó, nó sẽ cây nè. Bước qua đó đi. Đi. Đây, mớ ở bên đó. Bắt ăn cua không có. Dạ. Qua đây anh gặp cua dùi. Có lý. Đâu? Bự không? Anh móc gì hả? Lầy hả? Lầy này đừng móc này. Dù đâu? Trong lỗ nó luôn. Thuốc trong đó hả? Ừ. Để leo vô. Đó, nhìn thấy cua là trong đó. Ờ. À, thấy rồi, thấy rồi. Nằm đây nè cả nhà. Ờ, cua nằm quá. Cua nằm trong đây nè. Ờ. Đó, mà hơi xa nha, để anh thọt. Ném qua bản cái tư. Ừ. Gì vậy? Cua lọc. Đâu? Đó. Ừ. Lá mới đạp rồi đó. Yên hả? Rồi tư. Khốt ảnh nè ăn cua dùi lên cái lỗ luôn đó thấy không đó nó kêu nó bớt kìa nó lú cạn nó kẹp rồi khó à chặt cái cây cái chặt gì không cái dễ này nè. Ừ. Chặt cái này nè nó giúp giúp ảnh nè nó
biết chưa? Giờ giúp ở đây. Tôi ấy đi. Lách ra hả? Dạ. Lên nè cả nhà ơi, cả đường lên. Hai chồng ông làm nhiều lắm. Còn đi kiếm dược. Mở đi kia không? Mở đi. Để nó quật xuống. Đã được. Đây nè cả nhà. Nguyên cục sình. Rồi nó bay giữa giữa chó đi. Ơ, đây chỗ rồi. Đó. Chỗ gì vậy? Rồi, đúng rồi. Còn may mắn. Đẹp quá ghê. Woo. Chồng đi ghê chứ. Lúc đó chỉ đi đi hay vượt lầy khó lần đầu tiên chỉ đi luôn chỉ có lần đầu tiên chỉ đi thấy bắt hà một con phải đi cái hàm quá mình đi bắt chắc giả quá. Đây cả nhà xong con cua nè, rồi đi tiếp mình xuống mình giữa con cua, hai chồng ảnh đi lúc trong kia rồi. Hả đẹp ăn cũng kẹt hả? Nằm đây cũng đó kẹt, nó khóc rồi. Cua nằm đã. Ngủ bụi hả? Đỡ đó đi, ở đó đi chị. Đứng xuống, xuống cũng mệt. Tại rồi. Mình làm sao? Nửa đọt hả? Nửa đọt hả? Nửa đọt hả? Chuyện cái gì nữa nó kẹp ạ à. Mới thấy nó thấy luôn hả? Rồi đúng rồi. Ừ. Chui trên không, cái này cục đá còn cua đó chưa đâu rồi. Cua gì ba không hả? Trốn thôi nè, nó nè nó trốn như này hả? Hả đưa vô kẹp hay lên lên dễ hút luôn rồi nó liền cô kia chơi em không cái rồi nãy cây nước rồi hả? Ừ bắt này làm cho cái thế nó khó bắt có tài nữa chứ lắc không được nữa. Này chắc bự ạ. À. Cũng vừa. Nghe tiếng cũng khá khá đó. Đó đó. Đó nghe đó. Nghe bự quá. Bự. Bự rồi. Ấy. Giỏi, chuẩn cánh rồi. Sao có một cánh nè, cánh là gãy, không được quá, không gãy đâu. Nhiều cũ rồi, nó có lần cũ rồi lắm rồi, chó đi đây chỉ cần mà đâu hả, đuổi à đuổi đi nữa không hả, mời đi nữa không đi không nổi. Chiều nay về sổ đùi giờ là chị đi trên đê đi cậu cặp đê đi tụi em như van em đi cặp mé ngọn đi dài đắng luôn thấy chưa
mà đi dài đang cũng đất cũng cứng rồi, không có lầy đâu. Ô, để chị đi trên đi. Chị đi trên đi, chút tới khúc kia xuống. Khúc kia đi xuống. Ồ, giọt chết quá trời luôn. Đâu? Nè. Mới lụm con giục. Giọt chết rồi. Đó. Giỡn luôn. Rồi, xong. Đã mới giục con, giọt con. Xúc quá, xúc quá. Ừ, sợ chừng ta ăn, ta quăng không? Thuốc trong đó. Thuốc nữa à? Giọt. Giọt thôi. Giọt. Giọt cho bá luôn á. Ở dệt nằm hang. Ừ. Được con dợp rồi. Nhìn kỹ kỹ chơi. Đây, anh em gặp hang cua, giống cua nó bò nè cả nha. Dạ, anh em đi tìm nha. Rồi, nó bò ở đây quá trời. Mày kêu anh Hòa qua anh Quần sao á. Quần ơi có dùi không? Ôi, cua bò ở đây quá trời luôn rồi. Cái bò nó bò nhiều quá. Để cho anh qua anh Quần đi. Quần coi nó có dùi sẵn không? Ba anh em Quần nãy giờ chưa được con cua cả nha. Cái bò quá trời bò mà nằm lâu không biết quá. Quặt cua kia không có cả nhà ơi. Đến gặp con cua bắn chóng quá trời. Chưa đâu, chưa được. Cắn cho cây da luôn đi. Cắn cho bọc da luôn đi. Bọc. Đâu. Được rồi đó. Đây bọc dẻo quá. Dính. Rồi mũi gì ta. Xuống mũi nè. Qua đó luôn không? Ừ. Thằng lá. Mũi gì. Con đó nãy nó ở vòng vòng đó. Nó vòng vòng đó đó. Nó nằm trong kẹt mình không biết. Trong cái bọng thúi á. Nó nằm mấy bọng thúi á. Nhiều quá. Thế thì con đó nó ở đó lâu cua rồi. Cua kìa. Thấy con cua nè. Mới vào. Động ảnh. Lũ lũ ra đâu rồi? Ủa? Bỏ luôn nữa. Ra phía. Hình như mà khi giật lộn. Ôi, 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 nó lẹ kinh khủng. Chị không kịp. Ờ. Bỏ vô. Ừ. Ra. Ôi, về cũng có ngon. Có cua được. Nào cho anh Tâm chỉ con cua mới chịu. Đi đi đi, mình đi chút xíu mình bật về ngay xe luôn anh Tâm. Ngay chiếc xe luôn á. Ngoé kinh này nè. Ảnh anh Hùng chứ. Hả? Chị hả? Chị đang đi tình tạng hả? Anh Hùng hả? Ừ. Mà anh Hùng kêu anh Tâm. Kêu anh Tâm quá. Xong cua cả nha. Rồi đây, thành quả của bốn anh em đi kìa. Đi lâu vậy giờ phải có thành quả chứ. Phải có chứ, cỡ nào cũng không. Mà gì cũng có thành quả của mình chứ sợ không có. Con để mà không quay.
Con cua đầu tiên. Khủng. Đó. Cũng đỡ rồi đó. Năm bữa tụi em đi bảo bùng mà không có con gì luôn. Nó có mỗi clip luôn mà. Đây nè cả nhà. Thành quả của bốn anh em đi ngày hôm nay nha. Dợp với cua. 2 4 5 cua. Ờ, dợp dữ hả? Cũng được đấy nè chứ. Không sao. Mình lấy hết luôn. 10 con dợp. Rồi, ok. Thành quả của anh em ngày hôm nay đây là may mắn rồi. Hai anh chị đi trải nghiệm. Rồi, chào cả nhà nha. Nha. Nhà những clip mới nhất nha. Anh Hồng ơi. Đây. Rồi, bốn anh em mình về.